Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trong quý 1 và đầu quý 2, giá nguyên nhiên liệu tăng đột biến khiến hoạt động đầu tư xây dựng gặp rất nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, Thanh Hóa vẫn là địa phương nằm trong nhóm các tỉnh thành phố có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công nhanh nhất cả nước. Tính đến ngày 18 tháng 6, giải ngân vốn đầu tư công của Thanh Hóa đạt khoảng 4.400 tỷ đồng bằng 39,9% kế hoạch. Thanh Hóa được đánh giá là có nhiều sáng tạo trong thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công khi ưu tiên phân bổ nguồn vốn này cho các công trình chuyển tiếp, công trình trọng điểm. Trong đó, tỉnh phân bổ kế hoạch vốn sớm để các ngành các địa phương và chủ đầu tư có thời gian thực hiện đầy đủ trình tự thủ tục đầu tư dự án, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn theo quy định, khắc phục tình trạng đầu tư giàn trải và nợ động trong xây dựng cơ bản. Trong chỉ đạo thực hiện, tỉnh Thanh Hóa đặt ra các mốc thời gian cụ thể cho giải ngân vốn đầu tư công, do vậy chính quyền địa phương, các chủ đầu tư phải tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng, tăng cường kiểm tra giám sát, đôn đốc nhà thầu có các giải pháp thi công phù hợp để đảm bảo tiến độ dự án, tổ chức nghiệm thu, đánh giá khối lượng hoàn thành để thanh toán và hoàn ứng theo quy định. Khi mà thi công đến đâu thì gần trăm phần trăm là chủ đầu tư người ta sẽ giải ngân vô được. Nói chung là kịp thời cho nhà thầu tức là trong cái giải ngân thì có tác động tức là mình có càng có vốn ra có ngân thì bắt đầu là mình sẽ tiếp tục tức là cách kết hợp giải tỏa thêm và đi sâu đi sát hơn nữa để giải toán thật nhanh về vấn đề giải phóng mặt bằng. Kinh nghiệm để thanh hóa nhiều năm liền đứng trong top đầu cả nước về giải ngân vốn đầu tư công là do sự năng động sáng tạo quyết liệt sâu sát từ khâu chỉ đạo đến việc kịp thời gỡ vướng cho các bên liên quan trong quá trình thực hiện kinh nghiệm này cần tiếp tục được phát huy trong thời gian tới để hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 và những năm tiếp theo. 6 tháng năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt hơn 84.000 tỷ đồng, tăng 17,5% so với cùng kỳ nhờ doanh nghiệp đơn vị kinh doanh dịch vụ thương mại đang linh hoạt, tích cực tìm các giải pháp phù hợp để khai thác, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm dịch vụ từng bước phục hồi phát triển. Theo Sở Công Thương Thanh Hóa, trong 6 tháng đầu năm 2022, tất cả các nhóm hàng hóa dịch vụ trong cơ cấu tính tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu tiêu dùng đều có mức tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, một số ngành hàng tăng cao như lương thực thực phẩm tăng 17,5%, đồ gỗ vật liệu xây dựng tăng 15,5%, đá quý kim loại tăng 10,6%, dịch vụ lưu trú tăng 42,8%, ăn uống tăng 37,1%, du lịch tăng 48,8%. Nguồn cung hàng hóa dồi dào, thị trường giá cả cơ bản ổn định, hệ thống cơ sở hạ tầng thương mại được đầu tư mở rộng đã tạo thuận lợi thúc đẩy tăng trưởng thương mại dịch vụ. Giá xăng dầu tăng lên, hàng hóa đầu vào tăng lên từ 10 đến 20% nhưng mà siêu thị của chúng tôi là vẫn bình ổn giá để kích cầu người dân đến mua trực tiếp quảng cáo các mặt hàng mới lại bán online. Năm nay thì mục tiêu là phải kích cầu tăng hơn năm ngoái từ 10 đến 20%. Sức mua của người tiêu dùng được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh trong quý 3 năm 2022, đặc biệt là doanh thu trong hoạt động dịch vụ du lịch. Để thúc đẩy phát triển dịch vụ thương mại trên địa bàn tỉnh, cùng với sự nỗ lực của các đơn vị doanh nghiệp, ngành công thương Thanh Hóa cũng đang tập trung triển khai nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, đồng thời tăng cường vai trò quản lý của nhà nước trong bình ổn giá cả thị trường, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các đơn vị doanh nghiệp. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo đợt mưa lớn ở Bắc Bộ khả năng kéo dài và diễn biến phức tạp trong những ngày đầu tháng 7. Từ ngày hôm nay 29 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to và rông, có nơi mưa rất to, thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm. Dự báo lượng mưa phổ biến từ 20 đến 100 mm. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Trên biển, ngày và đêm nay 29 tháng 6, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên ở vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6 giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét biển động trên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực và giữa Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, gió Tây Nam mạnh dần lên cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Khu vực Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Những năm qua, công tác quản lý bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, tình hình buôn bán vận chuyển trái phép động vật hoang dã vẫn diễn biến phức tạp và thủ đoạn ngày càng tinh vi. 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng kiểm lâm phối hợp với các đơn vị liên quan đã phát hiện xử lý 20 vụ vi phạm pháp luật về buôn bán vận chuyển kinh doanh động vật hoang dã trong đó lập hồ sơ xử lý hình sự 8 vụ, tịch thu 75 cá thể và 260 kg động vật rừng, xử phạt vi phạm hành chính hơn 550 triệu đồng. Theo Tri Cục Kiểm Lâm Thanh Hóa, hàng năm có khoảng từ 500 kg đến 1 tấn động vật hoang dã quý hiếm bị buôn bán vận chuyển bất hợp pháp trên địa bàn tỉnh. Phần lớn động vật hoang dã thu gom từ các huyện miền núi trên địa bàn tỉnh, các tỉnh, thành phố khác hoặc từ Lào, Thái Lan chuyển về. Chúng tôi tiếp tục thực hiện tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân để tố giác các hành vi của đối tượng vận chuyển buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa để phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức bắt giữ xử lý nghiêm theo đúng định pháp luật cùng với lực lượng cảnh sát giao thông lực lượng cảnh sát môi trường lập những chuyên án để mà đấu tranh có hiệu quả với những đối tượng có cái hoạt động mang tính chuyên nghiệp do lợi nhuận từ hoạt động vận chuyển buôn bán động vật hoang dã là khá cao nên các đối tượng luôn liều lĩnh manh động gây khó khăn cho lực lượng chức năng lực lượng kiểm lâm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác nắm tình hình thông qua các nguồn tin từ nhân dân, kiểm tra tuyên truyền các nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống, phối hợp với các đơn vị liên quan và người dân nhằm phát hiện nhanh và xử lý ngăn chặn có hiệu quả tình trạng buôn bán, vận chuyển kinh doanh trái phép động vật hoang dã. Từ đầu năm đến nay, công an tỉnh Thanh Hóa đã ban hành các kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy, tập trung lực lượng áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh triệt phá thành công nhiều chuyên án lớn triệt xóa nhiều điểm tụ điểm phức tạp về ma túy. Công an các đơn vị địa phương trong tỉnh đã đồng loạt ra quân, vừa chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp chỉ đạo các ban ngành đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền và phát động phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm tệ nạn ma túy, vừa tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. 6 tháng đầu năm 2022, công an tỉnh Thanh Hóa đã điều tra làm rõ gần 400 vụ, hơn 700 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 7,64 kg heroin, 25 kg ma túy tổng hợp. 47,6 kg quả thuốc phiện cùng nhiều tăng vật có liên quan. Sau đây là những thông tin trong nước vừa được chúng tôi cập nhật. Lực lượng biên phòng các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Công an tỉnh Lào Cai phát hiện và bắt quả tang 3 nghi phạm đang có hành vi vận chuyển trái phép 174.000 viên ma túy tổng hợp. 3 nghi phạm bị bắt giữ đều là người dân tộc Mông trú tại tỉnh Điện Biên. Qua khai thác nhanh, lực lượng chức năng đã bắt giữ thêm nghi phạm Ly Sao Chứ ở huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai nhóm nghi phạm khai nhận đã vận chuyển ma túy trên từ Điện Biên sang Lào Cai với giá 320 triệu đồng tiền công. Sau khi đi đến Lào Cai, Lý Xeo Chứ sẽ nhận ma túy của các đối tượng từ Điện Biên để tiếp tục vận chuyển đến nơi tiêu thụ. Mới đây tại phường Bến Thủy, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, lực lượng biên phòng các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế phối hợp với công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang một đối tượng người Việt Nam và hai đối tượng người Lào đang vận chuyển 12.000 viên ma túy dạng hồng phiến khám xét nhanh nơi ở của các đối tượng người Lào tại thành phố Vinh, lực lượng chức năng thu giữ thêm 6.000 viên ma túy dạng hồng phiến. Trên xe ô tô bán tải của đối tượng người Việt Nam thu giữ thêm 20 viên ma túy dạng hồng phiến và một cục chất bột màu trắng. Bước đầu đối tượng khai nhận đó là heroin và hồng phiến mang theo lên xe để sử dụng. Trong quá trình tuần tra, phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh Lào Cai phối hợp cùng đội quản lý thị trường số 5, cục quản lý thị trường tỉnh phát hiện tại vỉa hè trước cửa số nhà 369 thuộc tổ 4 phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai để một lô hàng có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu kiểm tra, phát hiện bên trong lô hàng có nhiều thực phẩm xế khô với tổng trọng lượng hơn 310 kg. Chủ lô hàng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc sản phẩm tại cơ quan cảnh sát điều tra, chủ lô hàng khai nhận đã mua gom số thịt sấy khô nói trên từ các gia hàng của chợ gạo tỉnh Hưng Yên với giá từ 50.000 đồng đến 80.000 đồng một gói để bán kiếm lời. Khi chưa kịp tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng kiểm tra bắt giữ. Mới đây, kho chứa hạt điều ở trạm cân thành Nam, phường Phước Bình, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước bất ngờ bốc cháy. Chỉ ít phút sau, ngọn lửa bùng phát bao trùm cả nhà kho thiêu rụi nhiều tài sản bên kho chứa hạt điều. Lực lượng phòng cháy chữa cháy công an tỉnh Bình Phước đã dập lửa trong gần 2 giờ đồng hồ. Tuy nhiên, nhiều tài sản đã bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại do vụ cháy gây ra khoảng 3 tỷ đồng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức thời sự trong tỉnh và trong nước. Ngay sau đây là phần tin quốc tế. Quý vị và các bạn có thể xem lại bản tin 18 giờ 30 tại địa chỉ website truyền hình thanh vn Thông tin phản ánh của quý vị và các bạn xin gửi về chương trình theo địa chỉ bản tin 18h30 gmail com hoặc số điện thoại đường dây nóng 0888253636 Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin 18h30 của Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại.